Xin chào các bạn, xin chào quý vị khán giả. Đây là clip đầu tiên sau khi nhóm Việt Vision tan rã. Nói chính xác đó là tự giải tán. Vì những lý do gì thì chúng tôi đã trình bày trong cái live stream tự thuật. Và sau này thì chúng tôi sẽ nhắc lại ở trong những cái clip mà chúng tôi phản ứng lại với lại cơ quan truyền thông VOA. Tôi suy nghĩ rất nhiều các bạn. Đáng lý ra thì tôi không làm cái clip này, nhưng mà tôi suy nghĩ nhiều và cuối cùng quyết định đó là tôi làm cái clip này với cái chủ đề mà thời gian qua rất nhiều các bạn cũng như quý vị khán giả yêu mến Việt Vision và quan tâm đến cá nhân tôi đặt câu hỏi, đó là có hay không Phạm Xuân nhận tiền của Võ Tấn Đông, của các tổ chức phản động để phá tan Việt Vision. Và đồng thời tôi cũng có lời cảm ơn một số thôi nha, các bạn là Trung Lê, các bạn Ngọc Trân gì đó, và đặc biệt là một bạn có một cái nick tên nước ngoài cũng tương đối là khó đọc, rồi là Tierwell Lê, Tierwell Lê. Đây là những cái khán giả, những bạn mà tôi có những cái tự nhiên tôi có những cái thiện cảm và tôi trả lời cho các bạn này, đồng thời tôi trả lời cho các bạn trả lời chung. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái video, một cái clip cuối cùng. Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa, vì nói lên những vấn đề này thì nó cũng có nhiều cái nó cũng không được hay các bạn. Nhưng thôi, tôi chấp nhận tôi phá cái sự tự trọng, cái sự tự ái của cá nhân tôi để tôi đánh đổi lại cái sự yêu thương, cái sự yêu mến của các bạn đối với cái kênh Việt Vision nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Tôi quyết định như vậy. Qua dư luận trong thời gian qua, rất nhiều comment, tin nhắn đã gửi về cho các bạn tôi cũng như gửi về cho kênh Việt Vision, thắc mắc và hỏi rằng tôi có nhận tiền của VHK, của Võ Tấn Đông, của các tổ chức phản động ở nước ngoài để mà phá tan Việt Vision. Thì trước hết xin thưa với các bạn như thế này, tôi xin cảm ơn cái sự yêu mến, quan tâm của các bạn, của quý vị khán giả đối với kênh, đối với nhóm Việt Vision trước đây và đối với kênh Việt Vision bây giờ, cũng như với cá nhân tôi. Tôi hết sức là cảm ơn, chân thành, vì các bạn đã thể hiện cái sự yêu mến. Thì tôi nói rằng là cá nhân tôi chỉ là một biên tập viên, cộng tác viên, biên tập viên trong cái nhóm Việt Vision trước đây thôi, chứ tôi không phải là chủ kênh, tôi cũng không phải là có cái khả năng về vấn đề tài chính để mà chi phối, tức là hỗ trợ đó các bạn. Mà đã hỗ trợ thì có chi phối nhé, cho cái nhóm Việt Vision không có các bạn. Thì như vậy nói về vấn đề mà gọi là phá ở trong cái kênh Việt Vision thì không phải cá nhân tôi các bạn, mà còn rất nhiều anh em khác.
và có chủ kênh. Thì với cá nhân của tôi, một mình tôi thì không có cái khả năng gì để mà phá tan cái việc Vision được hết. Mà nếu không xây thì thôi, chứ còn là phá thì không có cả. Đó, tức là nói về cá nhân tôi là như vậy. Việc thứ hai tiếp theo, đi thẳng vào vấn đề, đó là tôi có nhận tiền của các tổ chức phản động. Nói thẳng là như vậy luôn. Ở trong đó tôi bao gồm là các cơ quan truyền thông chống cộng cực đoan nước ngoài, rồi Việt Tân, rồi Võ Tấn Đông, rồi cái gì VHK, rồi cái gì đó ha, tùm lum tà la. Nói chung là bọn phản động. Thì tôi xin trân trọng trả lời không. Chắc chắn một điều 100% là không. Tất cả những cái lời nói mà cho rằng tôi nhận tiền của các thế lực bên phản động bên ngoài hoàn toàn vô căn cứ. Và tôi xin lấy cái tâm của mình, cái tâm để mà trả lời với các bạn rằng tôi không nhận một đồng bạc nào của các thế lực phản động. Các bạn, tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn là Phạm Xuân, một cộng tác viên tốt của nhóm Việt Vision trước đây, và bây giờ là một khán giả tốt của kênh truyền thông Việt Vision. Bên cạnh đó, tôi cũng nói thêm với các bạn, tôi cũng lớn tuổi rồi. Thứ hai, nói thật, tôi cũng có đủ bản lĩnh chính trị. Điều kiện kinh tế tôi nhắc trở lại, tôi cũng không có thiếu, nhưng tôi cũng không có dư. Tôi không có dư, tôi cũng không có thiếu. Và tôi khẳng định rằng không có một thế lực phản động nào mua chuộc được tôi. Tôi khẳng định điều đó. Thứ hai nữa, tôi vừa cười, tôi vừa nói, mua tôi để được cái gì? Không các bạn. Tôi đâu có quyền, có thế, có chức, có phận gì đâu. Thấy không? Đương tại chức rồi này nọ vân vân, đâu mà mua tôi để mà làm cái gì? Thấy không? Đó. Cho nên cái thứ nhất là mua tôi không để làm cái gì cả. Tôi một người dân bình thường, một cán bộ nghỉ hưu, đâu có cái gì đâu. Thứ hai nữa, thì đối với tôi khẳng định thì không có một cái đồng tiền nào, một cái thế lực nào, phản động nào mà mua được tôi. Tôi khẳng định điều đó. Và tôi đủ sức để tôi nhìn nhận rằng cái việc nào đúng, cái việc nào sai. Các bạn ạ, cho nên tôi khẳng định nhé, và tôi trả lời là không có. Để cho các bạn yên tâm, tôi nói thật các bạn. Đó, tôi trả lời xong rồi, bây giờ bắt đầu tôi nói tiếp về cái sự suy nghĩ của tôi. Có một số các bạn quá cực đoan, có một số các bạn không hiểu gì, nhưng vội vàng quy chụp, cho tôi là thế này, cho tôi là thế kia. Như vậy, sẽ có hai phương án xảy ra. Phương án thứ nhất là tôi lại phản ứng lại. Phản ứng lại, tôi bức xúc tôi có quyền phản ứng chứ các bạn, đúng không? Đó. Tôi phản ứng lại các bạn mà có những cái lời lẽ không tốt về tôi đó, đúng không? Mà cụ thể nó thẳng qua là chửi tôi rồi tôi chửi lại. Đúng không? Đó là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai, đã mang tiếng rồi thì cho mang tiếng luôn. Như vậy các bạn đã đẩy tôi xa rời với các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì hai phương án đó rất dễ bị dính một trong hai cái đó. Nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tôi làm những cái chuyện như vậy. Một số người chửi tôi đó chứ. Cái bọn ba que, cái bọn phản động, nói chung là cái bọn phản động chửi tôi thì tôi rất là sướng, rất là hả hê các bạn. Nhưng những cái người lợi dụng danh nghĩa yêu nước mà chửi tôi cũng buồn chứ. Nhưng suy cho cùng tôi không chấp. Tại vì nếu mà tôi lại chấp, có nghĩa là tôi lại chửi lại, rồi chửi qua, rồi chửi lại, cái chợ. Mà Việt Vision không có chủ trương đánh phá cá nhân.
Mà bản thân tôi cũng đồng ý cái cách đó. Ô thiên hạ mà làm gì mà kể thiên hạ. Chửi có chết đâu. Nhưng có ảnh hưởng các bạn. Chứ không phải không chết nhưng có ảnh hưởng. Thứ hai, tiếp theo nữa, bên cạnh hai cái phương án tôi không có làm, thì có thể rằng tôi đi đến quyết định là tôi không tham gia Facebook nữa. Tôi không tham gia trên cái mặt trận này nữa. Như vậy vô hình chung, vô hình chung, kênh Việt Vision hay là nhóm Việt Vision trước đây, kênh Việt Vision bây giờ, đó, sẽ mất đi một tiếng nói chống lại các cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động. Đúng không các bạn? Sẽ mất đi. Thì tôi im lặng, tôi không tham gia nữa thì mất đi gì nữa, đúng không? Các bạn thấy rằng rất là nguy hiểm và cũng rất là dở. Tôi cho này. Nhưng nói thật với các bạn, đối với tôi thì tôi đủ bản lĩnh để tôi suy xét. Bên cạnh đó tôi còn có những người bạn ở ngoài đời nhé, những bạn ở ngoài đời, nơi ngay tại tôi ở địa phương tôi, giúp tôi, tư vấn cho tôi những cái việc làm và những cái việc không nên làm, định hướng như thế nào, vân vân. Đó các bạn. Cho nên rút trở lại, không có cái chuyện mà là Phạm Xuân nhận tiền của các thế lực phản động để mà làm tan vỡ Việt Vision. Tôi nói thêm cái ý này nữa, cá nhân tôi không làm cái gì cả hết. Xung quanh tôi ở trong cái nhóm Việt Vision cũng như là kênh Việt Vision bây giờ có rất nhiều người chủ kênh rồi đó, vân vân. Thì tôi là cái là gì đâu mà tôi phá tan Việt Vision các bạn. Thấy không? Đó. Cho nên các bạn phải bình tĩnh và phải nhận xét cho nó khách quan vậy. Một vấn đề lớn nữa mà tôi cho rằng các bạn đã có hỏi là nói tại sao tôi không đánh phá, tại sao tôi không có phản ứng lại với những lời lẽ của một số cá nhân như là kênh VHK, Lê Xuân Nghĩa, Võ Tấn Đông. Thì thưa với các bạn, mỗi người đều có một cái quan điểm nhìn nhận khác nhau. Các bạn đã vi phạm nhân quyền, các bạn đã vi phạm luật pháp khi các bạn bắt tôi phải thế này, bắt tôi phải thế kia. Nếu ngược lại bây giờ tôi bắt trở lại các bạn phải làm theo ý tôi thì các bạn có chịu được hay không? Tôi nói với anh em của tôi đó, đó, kiểm tra lại, xem lại những cái clip hoặc là những câu nói, đó. Nhưng mà nhớ là những clip đầy đủ nha, từ A tới Z nha, chứ không có được cắt xén nha. Cũng như câu nói cũng vậy, cũng không được cắt xén. Mà nếu thể hiện phản động, thể hiện chống lại, đi ngược lại cái lợi ích của nhân dân, ngược lại chủ trương chính sách đường lối của đảng và nhà nước, thì bản thân tôi sẽ có biện pháp, sẽ có những cái hành động phản ứng ngay lập tức. Với tư cách là một người công dân thôi nhé, chứ tôi không là cái gì cả, tôi là một người dân thôi. Tôi thấy cái luận điệu đó, cái luận điểm đó không đúng thì tôi phản ứng lại. Đó. Các bạn yêu cầu tôi phải là đánh lại, thể hiện sự trong sạch. Tôi làm cái gì đâu mà trong sạch các bạn. Tôi làm tôi có cái gì đâu. Tôi bình thường, tôi một người dân bình thường, tôi không có cái gì liên quan gì hết trơn. Tôi đã kể đây trước đây trong cái nhóm Việt Vision cũng vậy. Bây giờ kênh Việt Vision, tôi không có liên quan. Tôi là một khán giả, tôi có clip thì tôi gửi, không gửi thôi, đăng cũng được, không đăng cũng không sao. Nhưng các bạn yêu cầu tôi nhiều quá. Và tôi không hiểu rằng là tôi là cái gì mà các bạn phải buộc tôi phải như thế này, buộc tôi phải như thế kia. Các bạn nghĩ là đi, nếu tôi buộc lại các bạn không được chơi với người này, mà các bạn phải chơi với người khác, các bạn phải lên án cái nhóm này đi, lên án cá nhân này, người này đi. Còn không lên án, không lên cá nhân người đó là các bạn là người xấu. Đó thì như vậy các bạn chịu nổi hay không? Thấy không?
các bạn nên tôn trọng, những người khác. Đó là cũng là cái luật chơi ở trên Facebook này đó các bạn, trên mạng xã hội này đó. Các bạn không thể nào áp đặt được, các bạn nghĩ là đi, Còn nếu làm quá thì coi như là tôi có dưỡng dưng thôi. Một là tôi dưỡng dưng, tại vì tôi không là cái gì trong cái xã hội này hết, tôi chỉ một hạt cát, là một người công dân giống như các bạn vậy thôi. Chứ tôi có phải là ông thần, ông thánh gì đâu. Tôi có giữ chức vụ quyền cao, chức trọng gì trong bộ máy nhà nước hiện hành đâu. Bạn thấy không? Tôi chỉ là một người dân ủng hộ chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước, chấp hành luật pháp một cách nghiêm túc, vận động bà con chòm xóm nè thực hiện tốt cái quy định của khối phố địa phương đó, vậy là thôi. Cho nên là các bạn hãy bình tĩnh trở lại và tôn trọng cái tự do, cái nhân quyền của mỗi con người khi tham gia Facebook các bạn. Tôi mong muốn là như thế. Đó. Cũng như tôi xin nhắc trở lại, tôi khẳng định là không có cái chuyện tôi nhận tiền của các tổ chức phản động để mà làm tan rã việc Vision như những lý do mà tôi đã trình bày trước đây, khi nãy. Và tôi nhắc trở lại, đáng lý ra tôi không có làm cái clip này, nhưng tôi bỏ cái tự trọng và cái tự ái của tôi qua một bên vì tôi cảm kích những cái tấm lòng của các bạn. Trong đó có các bạn như là Thiêu Quay Ly, Thiêu Quay Lê, đó, Trung Lê, Ngọc Trân hay Ngọc Trần gì đó, vân vân, và một số bạn khác tôi nhiều quá tôi đã yêu mến kênh Việt Vision, nhóm Việt Vision trước đây, kênh Việt Vision bây giờ, và cũng như cá nhân tôi. Tôi cảm kích, tôi luôn luôn tôn trọng, tôi cảm kích. Vì thế tôi làm clip này, tôi trả lời. Và tôi mong rằng cái nội dung của clip này là lần cuối cùng tôi trả lời cho các bạn, về những vấn đề mà các bạn đặt câu hỏi cho tôi. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng. Và thôi thì cuối cùng xin chúc các bạn, quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Và luôn luôn tôi ghi nhận cái sự yêu mến, cái tấm lòng của các bạn đối với kênh Việt Vision cũng như đối với cá nhân tôi. Và một ý nữa tôi muốn nói rằng là tôi không bao giờ phụ cái tấm lòng của các bạn đối với kênh Việt Vision cũng như cá nhân tôi. Các bạn yên tâm, tôi không bao giờ tôi phụ lòng các bạn cả. Tôi nói như vậy, tôi hiểu, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ hiểu thêm tôi nữa, sẽ hiểu về tôi thêm một tí nữa. Xin chân thành cảm ơn. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.